Hello xin bạn nha. Hôm nay thì tôi sẽ chơi cái trò này, nhưng mà tôi chơi rất nhiều rồi. Các bạn nhìn tiền đi. Tôi được nhà phát hành tài trợ nên tôi mới như này. À như thế. Tôi được nhà phát hành tài trợ nên mới như này. Tôi sẽ chơi bằng 19. Đấy. Ok, đủ hết, đi chơi. Ok, chơi. Chơi đấm thằng này. Cái thằng nào chạy ra đấm tiếp theo. Ngoại số 4. Này xảy cho nó vui. Ok tiếp. Tôi đã bay đến đây rồi. Chứ tôi không chết các bạn. Tôi bay tay luôn kìa. Mày. Tôi bắn. Ôi, cái này cũng đi. Bố tôi mới về. Rồi, đi thôi. Rồi, sẽ đi bắt tiếp. Sốt gà. À, đau rồi. Ui, tôi bắn nát đầu. Tiếp, sẽ ngoài đây. Trên đây. À, đó. Còn thằng cầm kiếm trên đây nữa. Mày xuống đây. Tôi bắn gãy chân nó rồi. Đến đây thôi. Còn thằng nào? Bên đi xuống kiểu gì đây? Đây à? Tôi bắn chết nó luôn. Sao tôi dùng súng được đấy? Ở kia đâu ai? Đi. Thank you.
súng hủy diệt ấy. Bay lên tiếp. Tôi dùng súng hủy diệt tiếp.
Nha. À, các bạn, tôi sẽ lên đây. Tôi còn phải đi diệt con robot đi nữa. Tiếp nhỉ, cả hai đi. Vậy hết nhà đi. Đi học. Chạy rồi. Tôi dùng bom. Này, này to nhỉ. To hơn tôi. Ném quá dừa. Lại còn cái nhà nữa. Tôi đã gãy não. Bên đây còn gì không? Ta lục lọi hết rồi. Thế mấy giờ? Đi thôi. Tôi dùng kiếm. Hết rồi. Mảnh robot này nó nổ ra. Ơi tháo ngọn. Và tôi xin chào tất cả.